Mới đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Ngã Bảy chính thức được công nhận danh hiệu huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Hậu Giang. Sáng nay, Hậu Giang tổ chức kỷ niệm 85 năm công tác dân vận, biểu dương 4.700 tập thể và gần 12.000 cá nhân điển hình dân vận khéo. Nhiều hộ đồng bào dân tộc Khmer vươn lên trong cuộc sống, đón mùa sen Delta ngày càng sung túc hơn. Kính chào và cảm ơn quý vị đã đón theo dõi chương trình thời sự của truyền hình Hậu Giang. Thưa quý vị và các bạn, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Cách đây ít phút thì Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Ngã Bảy đã long trọng đón nhận danh hiệu đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là đơn vị cấp huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Hậu Giang. Tham dự buổi lễ có Quý mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, ông Nguyễn Phong Quang, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Thiếu tướng Nguyễn Quanh, Phó Tư lệnh Quân khu 9, ông Quỳnh Minh Chắc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang qua các thời kỳ, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các tỉnh Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Kiên Giang, cùng lãnh đạo một số sở ban ngành và địa phương. Trên địa bàn thị xã Ngã Bảy có tổng cộng 3 xã, 3 phường. Trong đó, Đảng bộ và chính quyền thị xã xác định cần tập trung xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới đối với 3 xã là Đại Thành, Tân Thành và Hiệp Lợi. Vào cuối năm 2013, xã Đại Thành đã được công nhận là xã nông thôn mới đầu tiên của tỉnh và của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ một năm sau, Tân Thành là xã thứ hai của thị xã được công nhận và đến tháng 6 năm 2015, xã Hiệp Lợi đã thực hiện hoàn thành tất cả 19 tiêu chí, góp phần cho thị xã Ngã Bảy trở thành đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Hậu Giang đạt chuẩn nông thôn mới. Từ đó, thu nhập bình quân đầu người chỉ ở mức hơn 10 triệu đồng mỗi năm. Đến cuối năm 2014, mức thu nhập bình quân đầu người đã được nâng lên trên 30 triệu đồng, tăng gần gấp 3 lần so với khi chưa xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt có những hộ thu nhập hàng năm hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, trên các xã nông thôn mới đã có 19 trong tổng số 25 trường có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia. Các trạm y tế đều đạt chuẩn quốc gia từ trung tâm thị xã về đến các xã vùng ven, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu cuộc sống của người dân. Về văn hóa thể thao, thị xã đã xây dựng 21 nhà văn hóa và 6 khu thể thao liên ấp. Trước những thành tích mà thị xã có được, thay mặt cho Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, ông Nguyễn Phong Quang, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã tặng một phần quà cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Ngã Bảy. Đồng thời, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã cũng nhận được bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới. Sáng nay, Ban dân vận tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, ngày 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2015. Đồng thời biểu dương các điển hình dân vận khéo giai đoạn 2011-2015. Tham dự buổi họp mặt có ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên là cán bộ dân vận qua các thời kỳ, đại diện các sở ban ngành cùng 85 tập thể và 170 cá nhân điển hình dân vận khéo. Qua các thời kỳ, đội ngũ cán bộ, đảng viên chuyên trách công tác dân vận, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trở thành nhân tố quan trọng trong công tác dân vận của Đảng. Qua đó cho thấy, trong 5 năm đã có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, thực sự lan tỏa, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tham gia tích cực, như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, cùng nhiều mô hình làm ăn kinh tế tập thể, nâng cao thu nhập cho nhiều hội viên, xóa đói giảm nghèo một cách bền vững. Tuy nhiên, trong quá trình vận động các tầng lớp nhân dân tham gia cũng đã nảy sinh nhiều vướng mắc khó khăn, đòi hỏi ở sự bản lĩnh, khéo léo của từng cán bộ đảng viên trong công tác vận động quần chúng. Điều này đã được đại biểu chia sẻ nhân ngày họp mặt. Hay là mô hình công tác phải lắng nghe. Bây giờ đó là các đồng chí đó phải trở lại làm, trở lại cái ban đầu,
tức là chúng ta phải nắm tình hình, điều tra, nghiên cứu, thực hiện cái 5 bước công tác của quần chúng, phải lắng nghe ý kiến của quần chúng, thì phải biết thương dân, biết lo cho dân có cơm ăn, áo mặc, có đời sống tốt hơn. Thì như vậy thì dân mới tín nhiệm, tin yêu chính quyền, tín nhiệm, tin yêu nhà nước. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, có thể khẳng định những đổi mới đáng ghi nhận của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang trong cách vận dụng sáng tạo khoa học các quan điểm chỉ đạo của Trung ương về công tác dân vận, vừa nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, vừa quan tâm củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, chăm lo công tác cán bộ cho hệ thống dân vận toàn tỉnh. Đây cũng là một thách thức lớn trong thời buổi hội nhập quốc tế. Cán bộ làm công tác dân vận phải sớm khắc phục những tồn tại yếu kém, tự thân vận động vươn lên, đặc biệt là quan tâm tham mưu giúp cấp ủy đảng triển khai thực hiện tốt các văn bản có liên quan đến công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, nhằm nâng cao chất lượng công tác dân vận trong tình hình mới. Qua đó, mỗi đơn vị và từng cá nhân tích cực, tự giác tham gia đầy đủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua dân vận khéo trong cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với nhiều phong trào thi đua dân vận khéo, qua hơn 5 năm triển khai thực hiện, Hậu Giang có trên 4.700 tập thể và gần 12.000 cá nhân được công nhận đạt mô hình điển hình dân vận khéo giai đoạn 2011-2015. Đặc biệt, dịp kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống công tác dân vận năm 2015, Ban Nhân dân tỉnh ủy Hậu Giang vinh dự được tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và 40 kỷ niệm chương của Ban Nhân dân Trung ương. 85 tập thể và 170 mô hình cá nhân còn được tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, qua 9 tháng đầu năm thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hậu Giang ổn định, đạt gần 12,8%. Đây là kết quả được nêu ra tại hội nghị sơ kết công tác tháng 9 và 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2015 diễn ra vào sáng nay. Ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tham dự và chủ trì hội nghị. Qua 9 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 12,8%, tăng 0,28% so với kế hoạch. Đến nay, trong tổng số 20 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu của tỉnh, đã có 10 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch như xây dựng nông thôn mới, thu nội địa, quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, hiện nay có 2 chỉ tiêu đạt thấp nhất là lao động, việc làm và tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt chưa đến 75%. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Công Chánh cho rằng những tháng đầu năm, nền kinh tế tỉnh nhà tuy có sự tăng trưởng tốt nhưng giá trị giải ngân, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt thấp. Ông nhấn mạnh cần quan tâm đảm bảo an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông, đặc biệt là đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 13. Cộng đồng chung ASEAN tập trung thực hiện tốt kế hoạch phối hợp bảo vệ đại hội, tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ nội bộ, bảo đảm an toàn giao thông, cả đường thủy, đường bộ. Tập trung điều hành công tác xây dựng cơ bản, đặc biệt là công tác giải ngân các nguồn vốn, thường xuyên quan tâm các công trình trọng điểm, các công trình dự án nằm trong kế hoạch tổ chức khánh thành và khởi công, rà soát các cân đối về tài chính, đẩy nhanh thủ tục cho các nhiệm vụ chi theo kế hoạch và nhiệm vụ chi đã có chủ trương, quan tâm công tác quyết toán, tăng cường thu thuế các nguồn thu còn đạt thấp. Ngoài ra, ông Trần Công Chánh còn yêu cầu khẩn trương thực hiện các biện pháp hỗ trợ thị trường xuất khẩu, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết khó khăn để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, đồng thời quan tâm thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo cho người dân. Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội của đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển. Thưa quý vị và các bạn, ngoài những thành tựu, hạn chế, bài học kinh nghiệm, mục tiêu, nhiệm vụ đột phá được chúng tôi giới thiệu trong tiết mục tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh kỳ trước, thì trong dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội 13, nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ.
Sau đây thì chúng tôi xin trích toàn bộ 18 chỉ tiêu này như sau. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân trên 7% một năm, trong đó khu vực 1 là 3%, khu vực 2 là 13,28%, khu vực 3 là 8,26%. GRDP bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng một người, tương đương 2.500 đô la Mỹ. Cơ cấu kinh tế, tỷ trọng khu vực 1 là 24,34%, khu vực 2 là 27,38% và khu vực 3 là 48,28%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn từ 90.000 đến 95.000 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt từ 28.000 đến 30.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa từ 5.500 đến 6.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất nhập khẩu và dịch vụ thu ngoại tệ năm 2020 đạt 920 triệu đô la Mỹ, kim ngạch nhập khẩu 220 triệu đô la Mỹ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm trên 2%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm 10,7 phần ngàn. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 95%. Tỷ lệ dân số thành thị được cấp nước sạch 91%. Xây dựng công nhận mới 16 xã nông thôn mới đạt 19 tiêu chí. Các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%, giải quyết việc làm cho 75.000 lao động. Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế 80%. Số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 100%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 11%. Số bác sĩ trên 10.000 người dân là 8 bác sĩ. Số giường bệnh trên 10.000 người là 34,1 giường. Số trường đạt chuẩn quốc gia đạt 80%. Số sinh viên trên 10.000 người dân là 200 sinh viên. Hoàn thành phổ cập trung học phổ thông. Xây dựng lực lượng quân đội, công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt đúng theo quy định của quân khu. Hoàn thành tốt công tác huấn luyện, diễn tập, giáo dục quốc phòng và công tác tuyển quân hàng năm. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh cải cách tư pháp, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, kéo giảm tai nạn giao thông. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, năm sau cao hơn năm trước, theo hướng ngày càng thực chất hơn, giảm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu kém hàng năm, kết nạp mới 5.000 đến 6.000 đảng viên. Phấn đấu đến năm 2020, số hộ có đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội đạt 80%. Và số tổ chức cơ sở của các đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh hàng năm đạt trên 85%. Việc thực hiện hoàn thành 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ sẽ là nền tảng quan trọng giúp Hậu Giang vững bước đi lên, sớm đạt mục tiêu trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, trước sự kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 13 của tỉnh diễn ra vào ngày 14 tháng 10 tới đây, thì phóng viên thời sự đã ghi nhận những ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học với những đóng góp tâm huyết về sự phát triển của Hậu Giang trong thời gian tới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì chúng tôi hy vọng rằng trong nhiệm kỳ tới, ban chấp hành đảng bộ mới là sẽ làm sao quan tâm tới cái vấn đề làm sao, một cái nhất là mình làm sao thực hiện cái vấn đề tái cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp để tăng cái giá trị gia tăng trong sản xuất. Như vậy là để cuối cùng là làm sao chúng ta có một cái sản lượng lớn, đồng đều và có sản xuất theo tiêu chuẩn. Cái nữa là trong quá trình thực hiện như vậy thì chúng ta cũng nên cố gắng đào tạo nhân lực cho ngành nông nghiệp. Thì hiện nay tôi thấy cái này cũng là rất là đáng cần thiết. Tại bởi vì máy móc, thiết bị, vật tư, vật dụng chúng ta có thể nhập mua được, nhưng mà con người chúng ta phải tự đào tạo thì nó mới mang lại hiệu quả. So với Cần Thơ thì cái tiềm năng của Hậu Giang rất mạnh, và chính vì thế mình phải có cái đột phá. Mà muốn cái đột phá như vậy thì không phải là nông nghiệp không, mà cơ bản là dựa trên cái cơ sở là những cái công nghiệp phục vụ cho nông nghiệp. Đây là một cái vấn đề mà cần phải là phân tích kỹ trong cái đại hội đảng để chúng ta có một cái định hướng sâu sắc cho phát triển cái nền kinh tế. Tỉnh nên tập trung vào phát triển 10 cái ngành hàng mà tỉnh đã xác định được trong cái thời gian vừa qua để thực hiện được cái đó. Và trước mắt là chúng ta thực hiện cái chính sách tái cơ cấu, thì cái ưu tiên là chúng ta cũng sẽ nhấn mạnh vào hay đặt trọng tâm vào phát triển các cái ngành chế biến để hỗ trợ cho cái việc phát triển các cái ngành hàng chủ lực của mình.
Và bên cạnh đó thì không thể thiếu được là phải tổ chức lại cái cách tổ chức trong sản xuất. Xin chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, so với sự tưng bừng háo hức của lễ Chon Chon Nam Thơ Mây, không khí nhộn nhịp của ngày hội Ốc Bồn Bốc, thì lễ báo hiếu Sen Don Ta của người Khmer cũng là một trong những dịp lễ quan trọng, mang đậm sắc thái văn hóa tín ngưỡng đặc trưng của đồng bào. Nhân dịp này thì tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã cùng với chính quyền địa phương tổ chức các đoàn đến thăm hỏi các vị chức sắc và đồng bào Phật tử. Tại quận Di Thủy cùng đi với đoàn con Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại chùa Khemara Bafia ở ấp 5, xã Vĩnh Trung, huyện Di Thủy, thay mặt đoàn, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ân cần thăm hỏi, chúc mừng các vị thượng tọa đại đức cùng đồng bào dân tộc Khmer đón lễ Sen Don Ta vui vẻ, hạnh phúc. Đồng thời, ông cũng thông báo những kết quả nổi bật về kinh tế, quốc phòng an ninh, văn hóa xã hội của tỉnh nhà đạt được trong thời gian qua. Trong đó có sự đóng góp rất lớn của các vị sư sãi và đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn. Ông cũng mong muốn các vị sư sãi, cán bộ, đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh phát huy tốt tinh thần đoàn kết trong đồng bào dân tộc, thực hiện các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, xây dựng quê hương giàu đẹp. Tại huyện Châu Thành A, ngoài thăm hỏi sức khỏe, trao phần quà đến các nhà chùa, đoàn còn thông báo đến tình hình đời sống của bà con Khmer trên toàn tỉnh. Huyện Châu Thành A có hơn 760 hộ Khmer. Trong 5 năm qua, đã nhận được sự hỗ trợ gần 26 tỷ đồng để phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhờ đó mà cuối năm 2014, có tất cả 7 ấp được rút khỏi danh sách ấp đặc biệt khó khăn, đời sống được nâng lên đáng kể. Tại chùa Ô Chung Vông Sa, xã Quá Lựu, thành phố Vị Thanh, đoàn đã thăm hỏi tình hình đời sống, sản xuất của bà con và chúc bà con đón lễ trên tinh thần vui tươi, đoàn kết. Xã Quá Lựu hiện có hơn 440 hộ Khmer, chiếm 24% tổng số hộ dân trong toàn xã. Trong năm qua, xã Quá Lựu có 12 hộ Khmer thoát nghèo. Tại huyện Long Mỹ, đoàn đến thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết đến quý vị thượng tọa, đại đức và bà con Phật tử tại 4 điểm chùa nằm ở các xã Vĩnh Viễn, Xà Phiên và Lương Nghĩa. Trong những năm qua, huyện Long Mỹ đã triển khai có hiệu quả nhiều dự án giúp bà con vươn lên thoát nghèo với tổng kinh phí 650 triệu đồng. Đưa vào sử dụng ngôi chùa Khmer ở ấp 5 xã Xà Phiên, tổng kinh phí 2 tỷ 200 triệu đồng. Những năm qua thì đời sống của bà con đồng bào Khmer ở Hậu Giang đã có những bước đột phá. Nhiều gia đình đã thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu. Trong khi năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer là 2.000 hộ, nhưng đến nay đã giảm hơn 16%. Mặc dù đời sống vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng đại đa số bà con không nghĩ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước mà biết vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Ghi nhận của phóng viên thời sự về sự đổi thay của bà con Khmer nghèo ở thành phố Vị Thanh vào những ngày Sen Don Ta. Đây là địa bàn có đông đồng bào dân tộc Khmer ở thành phố Vị Thanh sinh sống, với 130 hộ, chiếm gần 25% dân số toàn khu vực. Những năm trước, khu vực 1, phường 4, thành phố Vị Thanh là vùng đặc biệt khó khăn, nhưng nhờ sự đầu tư từ chương trình 134, 135, từng bước làm đổi thay diện mạo nông thôn và củng cố thêm lòng tin của đồng bào nơi đây. Nắm bắt được cái cơ hội để mà làm những cái công việc phát triển đời sống rất là tốt. Thế bây giờ thấy cuộc sống của Phật tử cũng thấy cũng yên tâm hơn, nhà nhà thấy cũng ấm no hơn, vui mừng hơn trước nhiều. Bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước bằng các chủ trương, chính sách, thì sự nỗ lực của bản thân bà con để vươn lên trong cuộc sống là điều đáng biểu dương, ghi nhận. Năm 2014, toàn khu vực có 9 hộ Khmer nghèo, nhưng đến nay đã giảm chỉ còn 6 hộ. Điển hình như gia đình ông Đồng Văn Phước là hộ nghèo 10 năm nay. Nhưng từ khi được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, anh mạnh dạn cải tạo vườn, trồng rau màu, nuôi cá. Cũng nhiều năm qua thì gia đình cũng nghèo. Thì nhà nước hỗ trợ vốn vay đó. Giờ mình quyết tâm mình sửa vườn, làm vườn với mình cải tạo lại vườn để mình làm cho nó được thoát nghèo. Cũng nhờ vốn vay của nhà nước em mới cải tạo được miếng vườn tạp này với mua được cái máy chục. Nói chung năm nay thì mới đầu mình cũng làm được như vậy thì cái lễ hôm nay thấy cũng phấn khởi, cũng vui hơn.
mỗi năm, tại mình cũng có công việc làm. Chính từ sự cần cù chịu khó, tự vươn lên trong cuộc sống mà lễ vật dân cúng ông bà của đồng bào dân tộc Khmer nghèo ngày càng được sung túc hơn qua mỗi mùa sen đơn ta. Đến đây, chương trình thời sự tối của truyền hình Hậu Giang xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.